có thể với đôi tay nắm lấy hết ngôi sao trên trời, thì lòng anh muốn xin hãy giao sự tặng em. Nếu có thể đem lá khô đang rất xa nhưng khi thu về cũng chẳng thể đem nỗi nhớ của anh về em. Nếu có thể kéo cơn mưa ướt vai anh nắng mai em về, thì người ơi anh xin mời dưới mưa chờ đợi. Nếu có thể dẫn trái tim để em yêu nhau anh chân thành, thì lòng anh muốn mãi yêu chỉ em mà thôi. Ước mong mình mãi có nhau vì tình anh cho hết cho người, vẫn mong chờ một ngày mai mình bên nhau mãi. Trái tim này đã yêu và tình anh như sáng dù bờ, chẳng bao giờ trong giấc mơ thôi nhìn về em. Đến mấy cũng tan chảy bởi tình yêu chân thành. Trái tim các Phượng tưởng chừng đã đóng băng khi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, nhưng giờ đây một lần nữa loạn nhịp bởi tình yêu chân thành và bền bỉ mà tình trẻ kém 18 tuổi Kiều Minh Tuấn dành cho cô. Hơn 20 năm sự nghiệp, các Phượng đã phải vượt qua bao khó khăn, thăng trầm để trở thành một trong những nghệ sĩ vững vàng trên sân khấu lẫn điện ảnh. Bên cạnh sự nghiệp, tên tuổi của các Phượng còn gắn liền với những mối tình tiêu tốn không ít giấy mực của báo chí. Chính các Phượng đã thừa nhận rằng cô không có số được làm dâu. Cô cho rằng hệ tổ chức đám cưới, mặc áo dài cúng bái tổ tiên, thì cuộc hôn nhân ấy rồi sẽ đứt gánh giữa đường. Minh chứng cho điều ấy là cuộc hôn nhân giữa cô và Thái Hòa. Điều đó đã trở thành nỗi ám ảnh của các Phượng. Để rồi sau này, nữ diễn viên rất sợ khi nhắc hai từ kết hôn. Nhưng rồi chính tình yêu bền bỉ và sự quan tâm ấm áp mà Kiều Minh Tuấn dành cho mình, giờ đây trái tim sắt đá ấy lại một lần nữa rung động. Chắc chắn trong thời gian không lâu nữa, showbiz Việt sẽ lại có thêm một đám cưới cổ tích. Hãy cùng nhìn lại loạt khoảnh khắc tình đến bờ bình của đôi trai tài gái sắc này song suốt chặng đường yêu 9 năm qua. Các Phượng hạnh phúc bên Kiều Minh Tuấn, nam diễn viên kém cô 18 tuổi nhưng có suy nghĩ hết sức trưởng thành và chín chắn. Mối tình đặc biệt 9 năm với tình trẻ kém cô 18 tuổi Kiều Minh Tuấn. Có lẽ vì những điều mà cô lo sợ, nên đến nay các Phượng và Kiều Minh Tuấn vẫn chưa có một nghi lễ chính thức tuyên bố với công chúng, dù cả hai đã là vợ chồng hợp pháp của nhau trên giấy tờ. Kiều Minh Tuấn, chàng trai thuộc các Phượng 18 tuổi, đến với cô, hệt như cách của chồng cũ Thái Hòa.
Trong một buổi biểu diễn tốt nghiệp, nam diễn viên em chương 18 thu hút sự chú ý của đàn chị với nét diễn duyên dáng. Họ lần đầu làm việc chung trong vở Cánh Đào Bất Tận, khi Cát Phượng thu diễn vai quan trọng, còn Kiều Minh Tuấn chỉ góp mặt bằng một vai diễn nhỏ. Sau cơ duyên ấy, Cát Phượng ngỏ ý mời Kiều Minh Tuấn đi diễn cùng mình. Được lời như cởi tấm lòng, chàng diễn viên trẻ đội ơn vì được theo để có tiền sống, lấy kinh nghiệm và chiếm trọn trái tim của đàn chị. Chị ơi em yêu chị. Thời gian sau đó, Kiều Minh Tuấn chủ động tấn công, lo cho Cát Phượng từ bữa ăn tới việc chăm sóc cậu con trai nhỏ của cô. Từ lúc nhận lời yêu nhau, Kiều Minh Tuấn đã nhiều lần nhắn nhủ bạn gái rằng anh không muốn công khai chuyện tình cảm. Nam diễn viên tiết lộ anh từng nói với bạn gái rằng khi có chỗ đứng vững vàng thì chính tay tôi sẽ dắt bà đi trên thảm đỏ. Sau 7 năm yêu nhau, Cát Phượng từng đề nghị chia tay với tình trẻ, cũng như không muốn cưới vì suy nghĩ chênh lệch tuổi tác. Cô cho rằng càng yêu thì càng đau và sẽ là ích kỷ và bất công cho Kiều Minh Tuấn khi để anh phải sống với người phụ nữ hơn mình nhiều tuổi. Họ thường xuyên dành cho nhau những lời lẽ có cánh. Kiều Minh Tuấn không chỉ hết mực quan tâm chăm sóc Cát Phượng mà còn rất yêu chiều cậu con trai nhỏ của cô. Cho tới bây giờ, với 9 năm bên nhau, họ đã âm thầm đăng ký kết hôn trong âm thầm, sống chung một mái nhà, nhưng họ không tổ chức một đám cưới rình rang. Những hình ảnh ngọt ngào trong dịp sinh nhật của Kiều Minh Tuấn được Cát Phượng chia sẻ trên mạng xã hội. Cô còn gửi tới người đàn ông của mình lời nhắn ngọt ngào: nếu năm sau còn yêu thì mình sẽ cưới. Nữ diễn viên thừa nhận rằng chính tình yêu bền bỉ và sự quan tâm của anh đã khiến trái tim tưởng như mãi đóng băng của cô đã tan chảy. Cát Phượng từng tuyên bố rằng nếu mối tình của cô và Kiều Minh Tuấn không đi tới đâu, nữ diễn viên sẽ khép cửa trái tim mình mãi mãi. Nhìn những hình ảnh tình tứ của cặp đôi này, không ít người hâm mộ phải thầm ghen tị. Em hôm nay là cô sao? Đi bên anh thật vui sao? Những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay cô em và anh nóng, hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui, thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Nắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy chiến thắng. Mong muốn của em chẳng lo lắng, được ngồi bên anh vào ngọn tối và được anh dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con. Cầm tay cô em và anh nắm, hãy đi bên anh
trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay cô em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui, thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Nắng chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy chiến thắng. Mong ước của em chẳng lo lắng, được ngồi bên anh vào mong đó và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con, những con trai sẽ thân giống ta. Còn con nhai thì đã yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm con dâu của anh đó. Mình cùng nhau ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này khi nào, bên nhau.